Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Easy Vietnamese for You. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến chủ đề giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt. Đây là một chủ đề cơ bản nhưng cũng rất là quan trọng. Chúng ta giới thiệu bản thân ở mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta có thể giới thiệu bản thân ở tại một lớp học, giới thiệu bản thân với người mới quen, giới thiệu bản thân tại cuộc phỏng vấn công việc, giới thiệu bản thân tại công ty mới, giới thiệu bản thân với đồng nghiệp mới, cũng có thể giới thiệu bản thân tại một sự kiện lớn trước rất là đông người. Ngay bước đầu của cuộc giao tiếp, nếu chúng ta giới thiệu bản thân suôn sẻ, tốt đẹp thì các đoạn hội thoại sau đó chúng ta sẽ thoải mái, tự tin trong giao tiếp hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt thì sẽ như thế nào nhé. Trước khi bắt đầu vào chương trình, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người xem kênh của tôi. Mỗi khi làm các tập mới, tôi chỉ một mình đối diện với cả máy quay. Thực sự tôi vẫn cảm thấy rất là, điều này rất là kỳ lạ, rất là lạ và cũng cảm thấy rất là đơn độc. Các bạn khi xem chương trình của tôi, thích nội dung kênh của tôi, các bạn hãy ấn nút thích này và hãy bình luận ở phía dưới để cho tôi được tương tác với các bạn, để cho tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Các bạn hãy bình luận ở phía dưới để cho tôi biết là các bạn đến từ đâu nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nội dung của chương trình ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là phần chào hỏi. Trong tiếng Việt thì chào hỏi chung chung, chào hỏi một cách chính thống thì chúng ta có thể nói xin chào. Xin chào. Tiếng Việt rất là khác ở các tiếng khác ấy. Đó là về đại từ nhân xưng chủ ngữ sẽ biến đổi theo tùy từng tình huống. Khi mà giao tiếp với người tầm tuổi mình, rồi lớn hơn tuổi mình và người già thì nó sẽ có cách chào hỏi rất là khác. Về phần đại từ nhân xưng chủ ngữ này, các bạn hãy xem tập trước đó ở trên kênh tôi đã làm rồi nhé. Tôi đã làm trước đó rồi. Ở đây. Ví dụ như là tại một nhóm mà gồm rất là nhiều độ tuổi ngang với cả bố mẹ hay ông bà, hay là các anh, những người lớn tuổi hơn như là các anh chị của bạn, hay là ngang tuổi với các bạn, thì các bạn sẽ chào chung chung như là cháu chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Như vậy là các bạn đã chào hỏi được rồi. Phần thứ hai đó là giới thiệu tên. Đối với các trường hợp mà trang trọng, chính thống thì sẽ dùng đại từ tôi. Tôi tên là, cộng với tên của các bạn. Hay là tên của tôi là, tên tôi là, ví dụ như là tôi là Oanh. Tên tôi là Oanh. Đó. Khi mình giao tiếp với người lớn tuổi, tầm tuổi của bố mẹ của các bạn thì các bạn sẽ nói là cháu tên là, tên của cháu là, tên của các bạn. Ví dụ cháu chào cô chú, cháu tên là Oanh. Tại các môi trường giao tiếp mà thân thiện như là ở khi gặp người mới quen, hay là tại các buổi giao lưu gặp gỡ thì các bạn sẽ thường thì sẽ là xưng em. Em tên là, em tên là, cộng với tên của các bạn. Tên em là, cộng với tên của các bạn. Em chào các anh các chị, em tên là Oanh. Đó. Và phần tiếp theo đấy là phần nơi chốn, sẽ trả lời cho câu hỏi là các bạn đến từ đâu. Về đại từ nhân xưng, các bạn có thể xưng là tôi
hoặc là em, cháu, chị, anh. Cái đấy là tùy thuộc vào tình huống giao tiếp. Phần tại từ nhân xưng thì ở các tập trước nhá. Tôi đến từ cộng với cả tỉnh này hoặc là quốc gia. Hay các bạn có thể nói tôi là người cộng với cả tỉnh này hoặc là quốc gia. Tôi ví dụ, tôi đến từ Hưng Yên. Tôi là người Hưng Yên. Nếu các bạn được sinh ra ở một nơi và lớn lên ở một nơi khác, chúng ta sẽ nói tôi được sinh ra ở cộng với tỉnh hoặc là quốc gia. Nhưng lớn lên ở cộng với tỉnh hoặc là quốc gia. Tôi ví dụ, tôi được sinh ra ở Sài Gòn nhưng lớn lên ở Hà Nội. Hoặc các bạn có thể nói là tôi là người gốc cộng với các tỉnh hoặc là quốc gia nhưng lớn lên ở tỉnh hoặc là quốc gia. Ví dụ, tôi là người gốc Sài Gòn nhưng lớn lên ở Hà Nội. Khi mà các bạn đến từ một tỉnh hay một quốc gia nhưng lại đang là sinh sống và làm việc ở một nơi khác thì các bạn có thể nói tôi là người Việt Nam nhưng hiện đang sống và làm việc ở Đài Loan. Ví dụ là như vậy. Tiếp theo đấy là nơi làm việc và vị trí công việc. Tôi đang làm việc tại cộng với cả tên công ty. Tôi đang là cộng với cả chức vụ tại cộng với cả công ty. Ví dụ, tôi đang làm việc tại một công ty truyền thông. Tôi đang là một trợ lý giám đốc tại văn phòng du lịch quốc gia Liên bang Nga. Đó. Phần tiếp theo giới thiệu về trình độ học vấn. Tôi tốt nghiệp trường đại học cộng với cả tên trường. Tôi đang học ở trường cộng với cả tên của trường đại học, tên của trường các bạn đang học. Tôi học chuyên ngành cộng với tên chuyên ngành. Hoặc các bạn có thể nói tôi đang học cộng với cả tên chuyên ngành tại trường. Ví dụ, tôi đang học tiếng Nga tại trường Đại học Hà Nội. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành, tên chuyên ngành tại trường. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Hà Nội. Phần tiếp theo về kinh nghiệm. Các bạn có thể nói tôi có kinh nghiệm cộng với số 5 trong ngành. Ví dụ, tôi có kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành du lịch. Hay là tôi làm trong ngành từ năm. Tôi làm trong ngành du lịch từ năm 2010. Tôi có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực du lịch. Phần tiếp theo về gia đình. Gia đình tôi có số người, có bao nhiêu người các bạn liệt kê vào. Ví dụ, gia đình tôi có 4 người. Gia đình tôi sống ở Hưng Yên. Phần tiếp theo về sở thích. Các bạn có thể nói là tôi có sở thích là cộng với cả các cái sở thích mà các bạn liệt kê ra. Hoặc có thể nói là tôi thích làm những gì, làm kể ra những công việc mà các bạn thích làm. Ví dụ như là tôi cực thích bộ môn chạy bộ. Sở thích của tôi là đi du lịch và sáng tạo nội dung học tiếng Việt trên YouTube. Hoặc các bạn có thể nói tôi rất thích đi du lịch. Và phần tiếp theo về tuổi tác. Đó, khi mà mọi người hỏi bạn bao nhiêu tuổi, tôi cộng với số tuổi, cộng với tuổi,
Tôi 25 tuổi. Tôi năm nay 35 tuổi. Đó. Tôi năm nay 24 tuổi. Đó. Tất cả ở trên chính là phần nội dung trong mục giới thiệu về bản thân. Các bạn có thể sử dụng tất cả các mục đó để làm ra một bài giới thiệu về bản thân mình. Bây giờ tôi sẽ nói một đoạn ngắn về giới thiệu bản thân để cho các bạn cùng xem nhé. Xin chào, tôi là Kim Oanh, đến từ miền Bắc của Việt Nam. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên. Nhưng sau đó tôi đã chuyển đến Hà Nội để sinh sống và làm việc từ năm 2010. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Hà Nội. Sau khi ra trường, tôi đã làm việc trong ngành du lịch. Bây giờ tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. Tôi rất là thích đi du lịch. Tất cả các bạn mà đang có kế hoạch đi du lịch ở Việt Nam, nếu các bạn cần bất kỳ hỗ trợ gì về thông tin về dịch vụ điểm đến ở Việt Nam, các bạn có thể liên hệ với tôi qua email. Tôi sẽ rất là vui khi được hỗ trợ về các bạn. Tất cả các dịch vụ như là về visa, về dịch vụ lưu trú hay là các dịch vụ tham quan. Giờ các bạn hãy viết bình luận ở phía dưới một đoạn giới thiệu bản thân ngắn về các bạn để cho tôi hiểu hơn về các bạn nhé. Chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại.